Cặp đôi dành toàn bộ tiền tiết kiệm tổ chức hôn lễ để làm một việc ý nghĩa. Mới đây, một cặp đôi đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm tổ chức hôn lễ xa hoa để làm một việc ý nghĩa. Hành động của họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận về nhiều lời tán dương. Thay vì làm một đám cưới xa hoa, mới đây, một cặp đôi đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm tổ chức hôn lễ để quyên góp từ thiện cho trẻ em, phụ nữ và cựu chiến binh nghèo, trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Được biết, người chồng tên là Marjian Ngư cùng vợ có biệt danh Đá Rủi Rủi đã quyết định quyên góp tổng cộng 200.000 nhân dân tệ, khoảng 668 triệu đồng cho ba tổ chức từ thiện. Đều là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, đôi vợ chồng đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cho biết thay vì tổ chức lễ cưới hoành tráng, họ sẽ sắp xếp buổi tiệc cưới có quy mô nhỏ với tiêu chí, không truyền thông và không nhận tiền mừng từ khách mời. Theo đó, Marjian Ngư và vợ được gia đình hai bên hết lòng ủng hộ trước quyết định này. Cặp vợ chồng đến từ Quảng Đông đã đóng góp 100.000 nhân dân tệ, hơn 334 triệu đồng cho Quỹ Phúc lợi Xã hội Trung Quốc, 5.000 nhân dân tệ, hơn 16,7 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ Xã hội Trung Quốc và thêm 5.000 nhân dân tệ cho tổ chức từ thiện Long Yue. Đá Rủi Rủi cho hay, số tiền từ thiện gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn là sự tôn trọng của chúng tôi dành cho họ. Nếu trẻ em có được bữa ăn đủ đầy, phụ nữ có cuộc sống an toàn và các cựu chiến binh nhận được sự trân trọng đáng có thì chúng tôi tin rằng mọi người cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc như vợ chồng chúng tôi. Cư dân mạng không khỏi cảm động trước quyết định của Marjian Ngư và Đá Rủi Rủi. Hành động của họ có tác dụng lan tỏa vì cả hai đều là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Được biết, chú rể Marjian Ngư có 37 triệu người theo dõi trên Weibo và 360.000 người theo dõi trên Douyin, trong khi số người theo dõi của cô dâu Đá Rủi Rủi lần lượt là 1,42 triệu và 98.000. Gần đây, những câu chuyện cảm động liên quan đến đám cưới liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Gần đây, vụ việc một chú rể người Trung Quốc đã bỏ tiệc cưới của mình để cứu người đang gây chú ý trên các diễn đàn mạng. Theo đó, anh Feng Lukun đang cùng vợ đón khách mời đến tham dự đám cưới thì nghe thấy tiếng la thất thanh từ phòng tiệc bên cạnh, có người ngã quỵ. Có bác sĩ hay y tá nào ở đây không? Được biết, anh Feng vốn là một y tá đang làm việc tại khoa cấp cứu của bệnh viện địa phương. Chính vì thế, do tính chất nghề nghiệp, anh rất nhạy cảm với những lời kêu cứu. Cô dâu cũng nghe thấy tiếng gọi và quay sang nói với chồng, hãy cứu mạng người trước, em sẽ đợi anh. Ngay lập tức, Feng chạy vội đến chỗ người đàn ông gục xuống và thấy anh ta đang co giật, bất tỉnh. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với báo chí địa phương, Feng cho biết vào thời điểm đó, anh phán đoán người này đang lên cơn động kinh. Sau đó, anh nhờ mọi người trong nhà hàng gọi dịch vụ cấp cứu rồi đặt một miếng vải vào miệng bệnh nhân để ngăn anh ta cắn trúng lưỡi. Một số đồng nghiệp của anh cũng có mặt để hỗ trợ. 10 phút sau, xe cấp cứu đến và đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Theo một trang mạng, nam khách mời trên là họ hàng của cặp vợ chồng sắp kết hôn ở phòng tiệc bên cạnh. Anh có tiền sử bệnh động kinh nhưng không lên cơn trong hơn 10 năm. Sau khi được điều trị kịp thời, người bệnh đã tỉnh lại và dần hồi phục. Gia đình của anh cũng tìm Feng để bày tỏ lòng biết ơn vì hành động nhân ái. Anh Feng cho biết, tôi nghĩ với tư cách là một chuyên gia y tế, tôi nên sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào gặp phải chuyện như thế này.